Xin chân thành chào tất cả cô chú anh chị đang xem video trên kênh Khám Phá Cuộc Sống của anh ta. Mình cũng xin quay ra review cảnh chùa này là chùa Vạn Linh, như là chùa Đất Hai á, ở xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ráp danh biên giới tỉnh Tây Ninh. Thì chùa này cũng mới thành lập đây. Xin mời tất cả cô chú anh chị xem ha. Thấy đẹp hay like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ nha. Xin cảm ơn. Và mình mời tất cả cô chú anh chị vô trong xem nha. Tiểu cảnh nhỏ nhỏ để mình chụp hình cho mọi người. Đây các ni cô Phật tử cũng cải thiện rau xanh nè.
khỏi Phật nằm trên này. Mời tất cả quý vị lên xem nha. Rất là mát. Cảnh chùa rất rộng mọi người. Cảnh chùa rất rộng. Đông đỉnh. Thoáng mát. Chánh điện nha mọi người. Thank you.
cảnh tiên không mọi người, cảnh trời. Chú thầy giờ có soi căn không? Nói gì? Đúng rồi. Bữa nay thầy có soi căn không cô? Không có chú. Có tháng 2 đâu cả. Chứ nay thầy chỉ có cho bạn thôi. Thank you.
Thôi giờ ngày mùng 3 Tết trong cái cảnh quan môi trường chùa Vạn Linh nó thấy như vậy á, thì rất mong cô chú anh chị xem, đồng hành, like, chia sẻ, ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. Thế là mình kết thúc video nha. Xin chúc tất cô chú anh chị năm mới dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống.